Thưa quý khán giả, không biết từ đời thuở nào, những cái khoa bói toán, bốc dịch, bốc phẻ, xem tướng, xem chỉ tay, phong thủy đã có. Nhưng mà vấn đề đặt ra là tại sao có nhiều người vẫn ở trên thế giới vẫn tin, thậm chí là có những người lãnh đạo một quốc gia lớn và bé cũng vẫn lúc nào cũng trước một sự kiện lớn, trước một sự kiện quan trọng cũng đều phải nhờ đến những người làm công việc tiên đoán về cái vận mệnh tương lai của chính mình. Hân hạnh nói chuyện với cụ Nguyễn Thanh. Có thể nói cụ là một trong những người đã làm công việc chiêm tinh, địa lý phong thủy và chấm lá số tử vi gần như cả nửa đời của cụ, tức là trên dưới 50 năm. Thưa cụ, trong những cái công việc mà trên cái tấm danh thiếp của cụ có in đây là chiêm tinh gia, dịch lý, chấm lá số tử vi, người gọi người đi trở về, địa lý phong thủy, chữa trị các bệnh nan y, đoán dịch và các sách về khoa tướng số. Thì thưa cụ, về tướng số thì cụ thấy, cụ nhìn một người, cụ có thể có một cái phương pháp chung chung là người đó sướng hay khổ qua cái dáng mạo không? Mình coi về tướng số thì trước tiên là nhìn vào cái mặt người ta, mình đặt ngay cái cảnh dọc. Cái mặt ông đầy đặn phương phi thế này, cái cằm ông phúc hậu thế này, cái nước da ông bóng bẩy thế này. Đó là mình mới đoán được nhiều nhiều thứ. Tướng về nét mặt, mũi, mồm, tai, tóc, râu. Còn về cái hình thức, về tiếng nói, âm thanh, đấy là mình nhìn vào cái tướng diện mạo và cái âm thanh. Rồi còn cái tướng đi nữa, tướng đứng, tướng ngồi, nó tùy theo cái sở trường, tùy theo cái cung phi, tùy theo cái, tức là cái cung mạng. Tức là cũng phải xem nhiều thứ lắm rồi mới đưa ra một kết luận. Dạ. Cụ vào một cơ sở thương mại, về phong thủy thì cụ nhìn thấy có những cái không đúng cách ở trong nó ngay, hay là có những cái thuận, có cái nghịch và cái vượng khí ở bên trong đó, cụ nhìn ra ngay. Dạ, nhìn, nhưng mà còn phải tùy theo cái tuổi của cái chủ tiệm. Cái chủ tiệm mà nó không đúng hướng thì cái sinh khí cũng chả làm gì. Làm cho mà thành công thì tôi làm rất nhiều người. Nhưng mà sự thật trong khách hàng đề nghị kín không cho biết. Có những người khách nào mà đang từ thật là nghèo, thất bại, phải nói rằng không có cách nào cứu gỡ được, nhưng đến cụ chỉ cho những cái đường đi nước bước, rồi cuối cùng họ hồi phục lại về trong thương trường. Thì tôi nói sơ qua là mới cái nãy buổi trưa này á, cái chủ, một cái chủ bán nước mía ở đây đó, vừa mới trưa nay mới nói thật giàu lắm mà thất bại. Bây giờ một cái building rất là khang trang ở trong này mà trả chi phí một tháng 5.000 đồng, bây giờ bán không có tiền. Nhờ tôi coi, tôi bảo ông nên dẹp cái nghề này đi, ông trở về cái nghề cũ đi. Ông bảo nghề kiểu cũ, ông trồng mía. Tôi bảo ông trồng mía mà có ăn. Tôi chỉ cho ông thêm cái ngành mà ươm cây nữa thì ông ăn, chứ ông ngồi đây ông chết. Quý vị nào nghĩ rằng cụ Nguyễn Thanh có thể giúp được những cái đường đi nước bước, làm thế nào để thay đổi những cái số phận của mình đang không gặp may, mà có thể từ những sự hướng dẫn đó quý vị gặp may mắn hơn, nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn trong đời sống, thì có lẽ nên tìm một người có kinh nghiệm trong nghề, và cụ là một trong những người đã một lần nữa là nửa đời người trong nghề. Cụ đi theo các thầy của học, rồi cụ thích cái công việc này chứ? Thứ nhất là cái thích thú và cái năng khiếu. Tự cái nghề mình đào tạo ra, mình học thầy mọt về, mình hiểu nhiều hơn, thầy chỉ mình cái đường chính thôi, mình phải lấy kinh nghiệm. Muốn xem dịch lý tử vi, giải trừ quỷ ma tà ám, chuyện phong thủy cho nhà ở và cơ sở thương mại, chuyện vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, con bỏ nhà đi hoang, xin liên lạc nhà tướng số lão thành Nguyễn Thanh, nhiều năm kinh nghiệm, nửa đời người, kinh nghiệm nửa thế kỷ trong nghề, chuyện xưa nay và tương lai, kể cả ngày giờ khai trương hồn hập làm ăn buôn bán, xin liên lạc ngay với nhà tướng số lão thành chiêm tinh gia, biết nhiều thứ tiếng Việt miên Lào, ở số 7143795028, 3795028. Thưa thầy, nói về tình duyên gia đạo thì thầy có coi về ngày cưới hỏi không ạ? Kính thưa cô Maybe, về cưới hỏi thì phải so cái tuổi của nam hay nữ, có học hay không, ngày giờ nào để cho phù hợp cho cô dâu và chú rể.
Vâng, thưa thầy, nếu mà nói về hôn nhân trong gia đình thì thưa thầy, nếu mà có người vợ hay người chồng bỏ nhà ra đi thì thầy phải làm như thế nào? Hoặc là có con cái bỏ nhà ra đi thì thầy kêu người trở về như thế nào? Kính thưa cô Mai Vy, trường hợp mà những người bỏ nhà ra đi như là con bỏ nhà ra đi hay vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, muốn kêu trở về thì tôi phải so cái tuổi đó, hai cái tuổi đó xem có hợp hay không. Vâng. Thí dụ như là sinh khí, thiên y, phúc đức, phục vì thì nên kêu về, tôi khuyến khích người ta nên kêu về gấp để đoàn tụ gia đình. Vâng. Còn nếu là bát san tuyệt mạng, ngũ quỷ, lục sát và họa hại thì tôi khuyên người ta nên cẩn thận. Một là bỏ đi, hai là tìm cách cho người ta được hóa giải. Thưa thầy, nói về phong thủy, ở đây chúng ta nói về phong thủy trong gia đạo thì điều gì là điều cần nhất thưa thầy? Phong thủy gia đạo về gia đình nào cũng thế, muốn cho nó tốt đẹp thì cần nhất phải soi coi cái tuổi chủ nhà và cái hướng nhà có đúng có hợp hay không, thì đưa cái lá bàn ra coi xem hướng gì. Thứ hai là có cái thước lõ bàn để đo cửa. Vâng. Xem cái cửa đó có phù hợp không, nếu xấu tốt ra sao mình tìm cách hóa giải cho người ta. Còn cái thế đất nữa đó, thì mình phải coi toàn diện cho ta từ A đến Z, từ trong đến ngoài. Vâng thưa thầy, như vậy phong thủy ảnh hưởng đến đời sống của con người trong gia đạo như thế nào? Phong thủy nó có ảnh hưởng và cộng với cái địa lý gia cuộc, cộng với cái thế đất, cộng với cái chủ nhà, nếu được như đồng đều cả thì nó tốt vô cùng. Làm giàu có như tôi đã làm cho nhiều gia đình được giàu có và hạnh phúc sống lâu. Còn phong thủy về thương mại thì tiệm của người ta mình coi như thế nào thưa thầy? Mình phải so cái tuổi của chủ nhà hay chủ tiệm, cái hướng thì mình lấy cái lá bàn ra, cái cửa phải lấy cái thước lõ bàn đó. Đó, nó giống như ở trong nhà. Nếu được cả phong thủy địa thế, cửa cổng, thờ ông địa, bàn thờ ông địa và nhân viên, bàn tính tiền và chỗ ngồi đúng thì cái cửa tiệm nó lên hoặc cái hãng xưởng nó phát triển vô cùng. Thưa thầy, làm thế nào để mà biết được một người bị tà ma quỷ ám và cách chữa trị bệnh như thế nào? Những người nào bị tà ma thường hay đi về Việt Nam thăm quê hương, hoặc là bị người ta ghen ghét về công ăn việc làm, người ta trù ếm đi về quên tất cả vợ con, anh chị em, cha mẹ, cả dòng họ, những người thân thiết đều quên hết, bỏ cả công ăn việc làm. Vâng. Đi chữa các thầy không hết, đến tôi thì cần đến tôi thì tôi phải coi xem tà ma thiệt hay tà ma giả. Nếu tà ma thiệt tôi chữa trong vòng 24 tiếng đồng hồ, người đó trở lại bình thường và khỏi 100%. Kính thưa quý khán giả, nếu quý vị có những thắc mắc về tử vi bói số và phong thủy, tình duyên gia đạo, kêu người trở về trừ tà ma quỷ ám, xin quý vị hãy gọi điện thoại cho chiêm tinh gia lão thành Nguyễn Thanh ở số điện thoại 714-379-5028. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
Xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả nhà tướng số Lão Thành Nguyễn Thanh, chuyên về tử vi tướng số gia đạo địa lý nhà ở thương mại, đặc biệt phong thủy nhà cửa và cơ sở thương mại, chữa trị các bệnh nan y, giải trừ tà ma quỷ ám và phong giật. Người bỏ nhà đi gọi trở về rất linh nghiệm, được nhiều thân chủ khen thưởng. Xem chỉ tay chữ ký gia đạo bảo đảm nói thẳng thắn quá khứ hiện tại và tương lai, số mạng và thời vận trọn đời, tình yêu so tuổi cưới gả, ngày giờ khai trương hùn hạp, giờ chỗ ở tân gia, đoàn tụ thân nhân, kiện thưa quan sự. Chiêm tinh gia Nguyễn Thanh nói được nhiều thứ tiếng Việt, Miên, Lào, Thái Lan. Điện thoại 714-379-5028, 379-5028, 714-657-2901, 657-2901. Mời quý vị hẹn trước qua điện thoại. Xin vui lòng không dắt trẻ em và người không xem đi cùng.